Hello anh em. Tăng sao? Chào mừng anh em quay trở lại với channel của sĩ Z quên ạ. Phải tăng sao? Tăng sao? Thôi văn heo nhót đi. Con rat này em lấy con này đi. Nhạc thôi mất anh. Sự đâm đâm anh. Nèo nèo. Nèo 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 nèo. Đợi em cố gắng đánh pháo thủ khá nhiều nhưng mà chưa trận pháo thủ nào thành công anh em ạ. Một cảm giác khá là à mà mình dạo này mình cảm thấy cái má không có con gì hai à mỗi phát à chúng yếu hết thôi chùa này anh em ơi. Gặp lại anh em sau chữ thua nhé. À anh bảo là dạo này mình cảm giác đánh 6 pháo không còn bằng đánh 6 thú một con Celica anh em ơi. 6 pháo thủ đánh không ăn thua lắm. Cảm giác sao sao. Thôi chuyện đó tính sau ấy nhá anh em ơi. Hẹn gặp lại anh em sau cái chữ thua rồi nhá. Bye bye anh em. A few moments later. Hai anh em đều mình sau chuyện thua và mình đang có mấy bạn đi lên này. Hệ hạ bạn người thường. Và mình đang có mấy bạn như này và mình đánh thế nào bây giờ ta thì ta cũng chưa biết ta. À, anh ấy thua thì còn floor sẽ cầm một cái đồ này thôi. Và có đồ này thì thường mình sẽ đánh ưu tiên hắc ám. Check qua thì các bạn ấy cũng có vẻ nhiều bạn đánh gì nhỉ? Choi này, vũ trung tàn này. Các bạn cầm thương này trông hơi nguy hiểm thôi. Vũ trung tàn khá nhiều, mình để thấy nhiều vũ trung tàn luôn. Lâu này không cân được không? Oh no, my friend. Bạn này AK mất mạng sao đấy. Yeah, thì mình vẫn đang nghĩ khá là ưu tiên đánh hắc ám thôi. Tuy chưa có thương nhưng mà vẫn nghĩ đánh được. Hoặc không thì cùng lắm khó khăn bần cùng lắm thì đánh bản thân. Xui tùy trường hợp tùy tình hình nhé. Hôm nay rát thêm một rát nhé. Luôn cũng được. Luôn rồi bán con à không luôn được. Siêu. Cái hàng lau ngon hơn. Con heo không cần lắm. Này thì hên xui. Diêu. Ơ chứ không diêu đâu nhỉ. Không để được con diêu đâu. Thôi rồi. Thôi thế này nữa này. Thích được pháp sư này. Anh góc cái này đi. Robin Van Persie. Xiện. Ném hoàng sao nhỉ, trông nó phải quẹt quẹt các thứ. Hoàng sớm phết. Ám hoàng mà còn ám hoàng xịn cơ, ám hoàng cứ len 2, Amelie 2 ấy. Bạn này lẽ ra là cũng khỏe đấy. Lẽ ra thôi. Thôi lấy này cho an toàn nhé, biết đâu không ra truy hồn đấm vào mồm. Sợ đó. Lại cho Quillen. Cho Quillen quẹt đây. Ew. Và mình cần thêm một con gì nhỉ? Mình cần thêm một con Quillen. Ố, ra này sớm ấy. Thế thì bây giờ cho nó hơi sớm nhỉ? Mình cảm giác floor này vẫn cánh tim hơn. Cho nó hơi sớm. Đã thử bán hay sớm. Flo không xiên được hai phát rồi, nó xiên mình rồi. Flo mình xiên hai phát này trâu quá. Trâu quá, máy quá, thêm con Adui nó giúp boost tí sắp ảo. Nagot không gánh được gì tí đam à. Nagot phải hai đồ. Tèo 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 tèo. Nhẹ nhàng từng sống yêu. Sẽ phao rồi mình liều mình lấy truy hồn cũng được nhưng mà mình hè lắm. Nhẹ nhàng từng sống yêu. Vẫn vương bản thân đâu nhỉ. Pha này xiên luôn.
Thuẫn à, Thuẫn với cả con này à. Thương đáy à. Con này à. Ok, để này đi. Lo hai floor xiên nhau này. Mà floor mình sẽ xiên được thêm một phát nữa chăng? Ui, con bá, con Vio này. À, con Vio. Công ty nó phát quậy, mình chết. Đèn thế ở đấy xiên được quả đấy là ngon rồi. Vio bắn bụp phát, chết. Sáu thủ thượng săn quỷ à? Ai à, bạn em máu vậy? Mình chơi đội hình này mãi không thắng được anh em ơi. Mình chơi đội hình đấy nó cứ lò ấy, đến tầm khoảng vòng 15 trở đi bắt đầu thấy đánh yếu nhớt. Bây giờ thì Tây vẫn bây giờ vẫn ok, bây giờ khá là khỏe. Phần đầu game khá là ổn. Ổn áp với cái đội hình này đầu game. Đồ gì? Đồ gì mà dám đánh vậy? Đồ này à? Tạm tạm được. Ý là cũng xài được ấy nhưng mà thôi tùy các bạn ấy thôi. Cho lau đồ đi. Nakot này chưa chơi được một chút nữa. Vô chắc nhau. When the world is cold. Nhưng mà bạn có bạn búp bẩn này thì mình sẽ đánh kiểu chế độ mà chế độ quái gì nhỉ? Thành chế độ mà vả nhau lấy đồ thì anh em bị thiệt nhỉ? Anh em nào kiểu chơi game mà không có chơi game mà không vào các bạn này thì thiệt mất hai đồ cũng dở phết. When I'm awfully low, the world is cold. Bây giờ chỉ cần cho một con bán thần nữa thôi ấy, là mình sẽ bỏ hai thợ săn quỷ cho con Nakot liền ấy, xong cho nó Nakot hai đồ luôn. Tại 105 thì chắc là ulti được. 105 ulti ok. 80 ulti thì hơi lâu thôi. Bùng nổ à. Wow, cũng bùng nổ đấy anh em ơi. Bùng nổ quá vậy. Khó nghĩ nhỉ. Ok thôi bùng nổ đi. Một cuộc sống bùng nổ đi vậy. Này ngoài voi. Chị voi. Con này xin luôn. Teo bắn thẳng à. Con này xuống đáy. Lau ulti đẹp thế. Trước bùng nổ này mình chỉ thấy hợp cho con lau chứ chả hợp cho con gì nữa anh em. Hoặc là vừa con này với con Azenka. Con Azenka nó khá là hợp. Ngoại trừ hàng đấy ra thì mình thấy trước bùng nổ nó phế. Hayate thì cũng hên xui. Hayate cũng không quá quá ngon. Lau với cả con Azenka là ulti ngon nhất. Ui hai đồ này này, ba đồ này này. Thế thì nắp cót vào thôi, hai này nhót thôi. Cả tu len nữa. Ngoi nữa. Thế cái này hai đồ này được, chứ bùng nổ cho con này được. Và kể thêm một con voi nữa. Ly hai con này. Thôi từ từ con voi bình tĩnh đấy nhé. Tèo nhót đi.
Ồ, máy hết các bạn này. Nó có này sẽ 105. Cho nó hai đồ này khá là ok rồi. Nó có cầm đồ này cũng được. Lau cầm đồ kia. Hai con floor. Floor sắp không cần nữa rồi. Bán thần. Mình kiếm được con hắc ám nữa đi. Bỏ bốn con Noman kia đi lấy Diêu nguyên tố à. Nhưng mà không có ấy nhỉ. Không có. Chưa đủ nguyên tố. Chưa đủ nguyên tố. Diêu lo bút hai mai hai con này này. À còn tụ len. Quên. Đây tụ len nữa. Thôi thôi thế này thôi. Form cần lên 2 thôi. Thế này thôi anh em ơi. Trách thương. Cho thương bắt vào một con nào đấy. Để cái này sang đây cho an toàn. Cho mất con rat đi vậy. Này cũng gần gần với nhau tí. Kê floor thì đi lên bộ lên xin một phát. Bụp 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 bụp. Đấy đã thế. Còn trước quên bán thần. Thì trận này không cần bán thần à. Có bán thần ngon mà. Hai bán thần, một đồ vút mana. Thịt ngọc đại. Nhỡ không có ngọc đại ra. Thêm một con, không biết thêm con gì nên là thôi chả cần lên đâu cho tốn tiền. Bã này trông nhiều chỗ trống. Xong mình cũng bỏ Noman, cố gắng bỏ Noman được luôn đấy hắc ám. Nguyên tố voi mình 6 con voi để có thể tăng sao nữa. Nhiều sự lựa chọn anh em ơi. Quá nhiều sự lựa chọn. Má con floor đi xin trước rồi. Là ulti, ty nó có ulti ty phát nữa. Ok, ulti phát nữa mà sao trông nó yếu ớt vậy. Lau lại phải gánh rồi. Khổ lắm con lau bùng nổ nó bùng nổ lắm em. Bảy tướng đánh bảy tướng trợ thủ này Omen này lên này nhót Omen con voi này cầm dìu này lò nhót. Vâng thôi lấy nát cái rồng này. Nó bây giờ quay ra quay lại hết bắt cái dòng luôn đấy chứ. Không biết được đâu. Mình đang muốn ấy không nhỉ. Bỏ bán thần đi lấy ba cái đồ này cho con Nakoth thôi là đủ không nhỉ. Sợ hít đam. Mà có thêm nguyên tố cũng ngon. Suy nghĩ nhé. Xem có rồng thì mình đánh bỏ hai bán thần đi thì cũng ok. Tại ba đồ này đủ nắc công ty rồi, nó đứng cạnh con rồng, đứng cạnh con Azenka nữa là khá là ok. Kết Lily. Hơi sớm mà thôi kệ mua đi. Và hơi sớm anh em biết thế bán không bán thuốc này. Này này đi. Thêm hơi yếu đam em ơi, trông hơi yếu đam. Nhưng mà được cái là trâu hơn. Trâu hơn là kia. Trông nó cứ yếu yếu nhỉ. Tám nắp, tám rồng. Vẫn tìm được thêm một tí nữa, roll thêm tí nữa. Thêm tí.
Hai quả này lên hơi cũng hơi phí tiền anh em ơi. Đã không nên lên hai, anh tu lên. Ui mà lấy ngọc đại cũng ngon. Lucio. Justice reigns supreme. Speak my true name. I dare you. Lights is fleeting. Darkness is forever. Sự mất tốt. Victory means truth. Dòng thủ đẹp quá mày ấy. May cái dòng thủ đẹp cũng không có này đi ấy. May cái dòng bao nắc nữa nhỉ. Nắc 7 thì biết đấy. Sáu chết tạm thời thế này thôi nhé, tạm thời thế này đã anh em ơi. Voi sắp voi ba rồi, trận này chắc không cần tập thể làm sao cho voi, là voi tự lên chắc tập cho von cát, nhưng mà von cát chưa có sách thánh thì nó cũng hơi cân nhắc. Từ từ em chú cho truy hồn này khả năng ném vẫn ném cho con, cho con nắc đi, cứ để cho nắc cầm đi bùng nổ, mình cũng muốn ném cho con lau. Dòng thổi góc này khá là xấu. Chứ ngọc đại, còn ngọc đại cần sách thánh nữa, khá tốn đồ. Mà được cái trận này hai bán thần thôi, mình sẽ đánh thêm một phù thủy, nắp bốn con này thôi nhé. Bốn con thì hơi thấp té nhẹ cân quá. Làm đây, dòng thổi nướng này. Thổi cái này tiếp đi. Thôi này đây. Thủ lâu lắm mới gặp nhà sát thủ ấy, sát thủ ám hoàng đấy chứ. Q2 à, dị phết nhỉ, lâu lắm mới gặp nhà này. Q2 đấm đau thế, chí mạng nhiều nhỉ, đấm cho phát nữa này. Đánh thường ulti, đánh thường, đánh thường má, đánh đấm đau á. Robin Van Pepsi 6 sát thủ, không có ám hoàng em, suýt có ám hoàng. Hai con có thêm nữa, kẹp thêm con thên, con thên đứng đứng chỗ quán. Thên đứng ở đây, đây kẹp giữa hai con này, con ma lốc đứng ở đâu, con voi đứng thẳng lên trên nữa, sẽ nó sẽ không ulti được luôn, nhưng mà con thên nó sẽ hình như nó bổ được luôn. 40 à, không không đổ được, chờ một chút. Con cát này khởi động là bao nhiêu nhỉ? 40, 10, 20, 60 à? 60, sách thánh là 80 à? Sách thánh cũng cho là 100. Lên luôn nhỉ? Lên luôn đập các bạn kia nhỉ? Nó mất chuỗi rồi, cũng hơi... Hạng chưa ngọc đại anh em ạ, không quá đam mê tìm ma lốc kia. Voi cầm đồ đi. Ui thương này,
Thương góc quái, không biết quên sứ thương góc nào rồi anh em ơi. Thương góc đáy bên này, thương góc đáy bên kia, hai thương hai bên. Nhất là nào cho con rồng thổi luôn không nhỉ? Nó đảm tí không? Cho đổi con rồng ta. Rồng này đứng cạnh con nắp. Ừ, cũng được. Không hiểu ghê, không có đại nhỉ? À, thêm nữa đi. Nhiều hơn. Dòng nữa thì cũng được đấy, thêm sợ gì đâu. Hoa sau mình lên tu len trích thương, thương đáy bên kia, thương đáy này đấy mà dòng chi hồn, chi hồn cho dòng nổ này, này cho dòng tiếp bùng nổ cho Nakot. Có quả quy thì khá là chôn, sát thủ này khá là dễ hợm. Robin van Pepsi này thọt mất tí tiền mình à, gần moment 2 nó là anh này chịu góc đấy thôi. Gặp Robin Van Pepsi đúng không? Ok. Chúng tôi hai phát. Justice Rick. I am the Ghost Walker. Thẻ pháo thủ à? Nhưng mà này điên đấy. Giống mình đứng yên rồi. Không xong rồi. Lên làm việc đi em. Các thứ làm việc đi em. Này là anh đi rồi đấy. Mình trông thấy nó khó quá rồi. Giống ba à? Ly rồi này không cứu được. Hay lấy nguyên tố lại nhỉ? Bỏ sứ bán thần đi, quả này mana ra trôn quá, trả ra ngọc đại mà lại ra bắt đầu đánh ta anh tinh. Thêm 2. Thêm 2 búp mana cho mình. Void đứng xuống 1 ô. Mang cót búp mana. Rồng này không cần búp mana này. Thêm đứng đây. Rồng này đứng đây. Hai mấy quả sát thủ trông điên ấy. Sợ cái quả sát thủ rồi thôi anh em ơi. Quy xuống đấm luôn này. Vãi cả trưởng chết luôn kìa. Không sao nhất chết được quy anh em ơi. Chết quy thì còn thên. Mà con cát kia không giết được. Một bổ. Thôi này chịu mất con cát này không. Còn chắc phải rồng xuống đáy à. Có quả nào né được cái quả này nhỉ? Robin Van Persie ấy nhỉ? Thương bắt đáy rồi anh em ơi. Quả này chỉ có rồng thương bắt đáy thôi. Tiếp theo mình sẽ gặp bạn Quỳnh Chi nhé. Sử bạn Quỳnh Chi chưa đã, không sử bạn là Robin người Hà Lan này sau nhé. Lu 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 trận này sao chơi. Chắc phải lên được foil 3 thôi anh em ơi. Lu à. Lu tốn mana. Lu 2 cộng 40 cộng 2 cộng 40 bằng 120, 120 cộng với cả 120 cộng 35. 120 35. Cũng được, ơ Lu đi được.
hai đồ này và hai đồ này cho một cho con rồng, một cho con voi. Nagot chấp nhận không multi được, là con Illu multi được cho nó chi hồn hay kết cho con kia. Ồ, cũng được. Xong rồi Illu 2 hay voi 3, voi 3 thì voi 3 trong tí nữa. Thế thì cần ấy không này, cần con Dirac. Đây chị bán nhầm. Bây giờ nhá, hai đồ này cho Illu này, phi hồn cho Illu này, một đồ này cho con Thên, Thên đứng cạnh Illu này, Nagot Omen, Omen này, và con voi đứng cạnh Illu tiếp, rồng đứng cạnh đây, đánh cho con cạt, hay kết cho Thên, đó nó sẽ ưu tiên luôn, đúng không nhỉ? Thành sai lý thuyết gì không nhỉ? Ừ đúng lý thuyết thôi. Và con rồng này phải thổi chéo nữa anh em ơi. Rồng mình thổi chéo nữa. Đấy, theo quả này là đúng lý thuyết rồi đấy. Nó không ăn được nữa thì chịu thôi. 14 máu thì chắc vẫn sống được, không sao. Rồng 3 chắc khó. Đúng lý thuyết rồi. Voi 3 này. Đây còn voi 3 ấy. Illu lấy một Illu thôi. Hay lấy 2 Illu này. Hai chi hồn, thêm một thủ giáp của mệnh, con cạp, thương đáy nhé, có hai, voi ba, thì lên Illu thôi, Illu hai. Đành phải nhét kiểu này anh em. Ôi gặp bạn Quỳnh Chi à? Không gặp bạn. Ôi chết bá rồi. Ôi chết bá rồi anh em ơi. Sao mình gặp bạn Quỳnh Chi nhỉ? Mình tưởng mình gặp bạn kia chứ. Mình gặp Quỳnh Chi ta. Mày vẫn thắng. Ôi nhầm bạn đấy. Mình gặp Quỳnh Chi xong mà. Mình tưởng mình gặp bạn Robin và Pepsi này. Đấy, gặp bạn Robin và Pepsi này là mình vẫn thua này. Mình trừ tí máu bạn Robin này. Rồi bây giờ xử bạn Robin này kiểu quái gì đây ta. Đấy lên gì ba không. Quy này, rồng này, con cạt đúng không. Illu ở đây thương thổi đáy đúng không. Hai này xử lên trên này đi. Omen đứng đây. Con cát đứng đây à. Hai con này đứng quái ở chỗ nào cũng được. Cứ con Thên đứng đây là Illu đứng đây là được. Thả hết các ô ra anh em ơi. Nagot đứng đây. Illu đứng đây cũng được mà, có sao đâu. Để cái này lên trên cho con Illu rồng thổi ngang ra. Nagot trợ bùng nổ cho con Thên nó đi. Đó, rồng thổi ngang. Có tội nó hơi thổi hơi lâu. Không thổi được luôn anh em ơi. Phải có cái gì thổi được luôn thì nó sẽ uy tín hơn. Chắc hoa cờ à? Ừ nhỉ, phải cho mình đổ một đồ gì đó cho nó thổi được luôn. Trông yên tâm hơn. À thôi vậy thôi. May cũng thắng. Cái gì thua. Vậy thôi anh em ơi, với mình đến đây kết thúc rồi. Nếu mà anh em thích cái clip trên thì hãy cứ like, subscribe và chắc là hẹn gặp lại anh em trong các clip lần sau thôi anh em. Vậy thôi anh em, bye bye anh em. Bye bye.